La Hungría. Thì đó, em nói trong lúc nó còn lạ đó chị. Nhưng mà bảnh bảnh lâu quá. Nhanh. Rồi về có rửa cái này là làm sinh hoạt bình thường đấy tắm nước bao nhiêu lâu vậy có rửa mặt được không? Không không để bé nó ủ tê kìa chị bé. Làm thiệt chứ làm thử gì trời. Tại vì sợ về không có ấy được tại buôn bán này Dạ. mặt nó bẩn lắm Lau cái đó sạch da chị. mà một ngày sẽ lau được mấy lần đi về cái đó không lau một lần Thấy đấy rồi hả? Thì nó mai chị qua lấy mai người hòa nó mới gửi qua hoặc là mai chuyển khoản thì mai chị ship qua cho.
Đi về chơi thôi. Không có ông nào đâu hả? Nha con bồng bồng nó trời ơi. Nước tẩy trang hả? Con có sức trong nắng à? Nếu không sức trong nắng con không cần tẩy trang đâu. Cho con sức cái gì mà nó con sức mỗi bê năm thôi à? Hay có biêu da vậy? Con cái sức buổi tối. Hả? Con cái sức buổi tối. Này con lên mạng con tìm hiểu là ai chỉ con sức. Bạn. Cô có hay tạo mặt không Nguyên? Lâu rồi đi, các con cạo hả?
Thank you.
nó bong nó trả thôi à nuôi. Nó bong. Sắc đẹp ba chấm cơm em. Măng Thảo nha. Cắn nha, sắp xong rồi con. Đang đồng. Làm cho chỗ SDK lập một cơ sở điều chỉnh, một cơ sở
Rồi.